Cùng bạn đọc sách xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác văn hóa. Ngay từ khi chưa giành được chính quyền, công tác văn hóa đã được chú trọng. Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943 là văn kiện chính thức đầu tiên của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ, phân tích đúng đắn tình hình đời sống văn hóa dưới ách thực dân phát xít Pháp, Nhật, vạch ra đường lối văn hóa cách mạng và những nhiệm vụ tiến tới xây dựng nền văn hóa mới, dân chủ, tiến bộ. Bản đề cương Văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo và được thông qua trong Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương họp vào tháng 2 năm 1943 tại Võng La, Đông Anh, Phúc Yên, nay thuộc Hà Nội. Đề cương ra đời trong hoàn cảnh Đảng vẫn còn hoạt động bí mật, đang làm công tác vận động cách mạng. Xã hội Việt Nam lúc đó mang tính chất xã hội thực dân nửa phong kiến đang suy thoái trầm trọng. Chiến tranh thế giới thứ hai đang làm cho đất nước kiệt quệ. Tình hình chính trị xã hội đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng cũng đặt ra những thời cơ cho cuộc cách mạng xã hội. Hướng tới kỷ niệm 80 năm đề cương Văn hóa Việt Nam, tháng 2 năm 1943, tháng 2 năm 2023. Chúng ta cùng tìm hiểu những nội dung cơ bản của bản đề cương này. Cấu trúc của đề cương. Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943 gồm 5 phần. Phần 1, cách đặt vấn đề. Phần 2, lịch sử và tính chất văn hóa Việt Nam. Phần 3, nguy cơ của văn hóa Việt Nam dưới ách phát xít Nhật, Pháp. Phần 4, vấn đề cách mạng văn hóa Việt Nam. Phần 5, nhiệm vụ cần kíp của những nhà văn hóa Marxist Đông Dương và nhất là của những nhà văn hóa Marxist Việt Nam. Nội dung cơ bản của đề cương. Đề cương thể hiện các quan điểm, mục tiêu, phương châm, nguyên tắc của nền văn hóa dân tộc và xác định nhiệm vụ của những người làm công tác văn hóa, cụ thể như sau. Thứ nhất, đề cương đã xác định rõ nội dung, phạm vi, vị trí, vai trò của văn hóa trong cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đề cương đã nêu rõ, văn hóa bao gồm cả tư tưởng, học thuật, nghệ thuật, quan hệ giữa văn hóa và kinh tế, chính trị. Mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận, kinh tế, chính trị, văn hóa. Ở đó, người Cộng sản phải hoạt động, không phải chỉ làm cách mạng chính trị mà còn phải làm cách mạng văn hóa nữa. Đồng thời, có lãnh đạo được phong trào văn hóa, Đảng mới ảnh hưởng được dư luận. Việc tuyên truyền của Đảng mới có hiệu quả. Cách mạng văn hóa phải do Đảng lãnh đạo. Thứ hai, tính chất nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa tiên tiến. Khi cách mạng dân chủ giải phóng thắng lợi, sẽ cởi được xiềng xích đuổi kịp các nền văn hóa mới tiến bộ trên thế giới. Thứ ba, ba nguyên tắc vận động để thực hiện cuộc cách mạng văn hóa ở nước ta gồm dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa. Ba nguyên tắc đã trở thành phương châm, mục tiêu hành động, là quan điểm xuyên suốt trong quá trình cách mạng và xây dựng nền văn hóa mới. Dân tộc hóa là chống mọi ảnh hưởng nô dịch, thuộc địa khiến cho văn hóa Việt Nam phát triển độc lập. Đại chúng hóa là chống mọi chủ trương hành động làm cho văn hóa phản lại đại chúng hoặc xa đông đảo quần chúng. Và khoa học hóa là chống lại tất cả những gì làm cho văn hóa trái khoa học, phản tiến bộ. Đề cương xác định văn hóa là một trong ba mặt trận cách mạng, chính trị, kinh tế và văn hóa. Đề cương nêu rõ nguy cơ của nền văn hóa Việt Nam dưới ách phát xít Nhật Pháp, phân tích mối quan hệ giữa cách mạng chính trị và cách mạng văn hóa, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng văn hóa. Đảng ta cũng khẳng định, muốn cho ba nguyên tắc trên đây thắng, phải kịch liệt chống những xu hướng văn hóa bảo thủ, chiết chung, lập dị, bi quan, thần bí, duy tâm. Có thể thấy, ba nguyên tắc trên là sự trả lời đúng đắn và kịp thời cho các nhu cầu cấp thiết nổi lên trong một thời điểm trọng đại của lịch sử. Dân tộc, khoa học, đại chúng đã trở thành tính chất đặc trưng của nền văn hóa Việt Nam, một nền văn hóa mang tinh thần dân tộc, giàu bản sắc do nhân dân sáng tạo với khát vọng không ngừng vươn đến chân thiện mỹ, hướng đến tiến bộ, văn minh. Thứ tư,
nhiệm vụ của những nhà văn hóa và văn nghệ sĩ cùng với những công việc phải làm và cách vận động đã được đề cương xác định rõ. Xây dựng một nền văn hóa cách mạng mới phải kết hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn với việc chống lại văn hóa phát xít, phong kiến, thoái bộ, nô dịch, ngu dân, phỉnh dân, phát huy văn hóa dân chủ, cải cách chữ quốc ngữ. Ngay sau khi được thông qua, đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 của Đảng đã đem lại một không khí mới cho văn hóa Việt Nam. Sự khai phóng về tư tưởng văn hóa, định hướng trở về với dân tộc, nhân dân đã truyền cảm hứng cho những người làm văn hóa, những trí thức đương thời. Trải qua 80 năm kể từ khi ra đời, đề cương văn hóa năm 1943 vẫn còn nguyên giá trị và mang tính thời đại sâu sắc. Cuộc sống đã có nhiều đổi thay. Tìm hiểu đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 để chúng ta cùng có thêm quyết tâm thực hiện những công việc phải làm đã được xác định từ 80 năm trước để tiếp tục thống nhất và làm giàu thêm tiếng nói, xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, bảo tồn được bản sắc dân tộc, sánh vai cùng các nền văn hóa mới tiến bộ trên thế giới. Cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, đường lối của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa không ngừng hoàn thiện trên cơ sở kế thừa các quan điểm, nội dung từ đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943. Nhờ đó, văn hóa Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục không ngừng phát triển và góp phần phát triển bền vững đất nước.